try again, but when I saw you, I felt something I never felt. Come closer, I'll give you all my love. If you treat me right, baby, I'll give you everything. My last made me feel like I would never try again. When I saw you, I felt something I never felt. Come closer, I'll give you all my love. If you treat me right, baby, I'll give you everything. 이렇게 놀라운 게 사랑이지. 기다린 보람이 있어. 지난번 사랑처럼 울까봐 한참을 망설여지만 부치지 않고 나를 기다려준 너 편안하게 스며들어와. 머리부터 발끝까지 다 사랑스러워. 네가 나의 여자라는 게 자랑스러워. 무뚝뚝하던 내가 종일 싱글벙글 웃잖아. 대체 내게 무슨 짓을 한 거야. 그림자와 뒷모습까지 사랑스러워. 부끄러운 애정 표현도 자연스러워. 기다림이 즐겁고 이젠 공기마저 달콤해. 이렇게 너를 사랑해. Xin chào các bạn và rất vui khi các bạn đã ghé thăm kênh YouTube của mình. Con gái thì luôn có tật xấu như là dành quá nhiều thời gian để trang điểm, dành quá nhiều thời gian để lựa chọn quần áo, so sánh bạn trai của mình với những chàng trai khác, nhiều lúc ghen vô cớ, hoặc có những cô gái còn bắt cá hai tay với bạn. Nhưng chúng ta là đàn ông, thế nên chúng ta có thể dễ dàng bỏ qua những chuyện đấy. Nhưng mà ngược lại, nếu mà chúng ta có những tật xấu thì sẽ khiến cho con gái và những người xung quanh chúng ta sẽ cảm thấy không vui. Nhưng mà chúng ta vẫn thỉnh thoảng hoặc thậm chí là vô tình gây ra nhiều điều mà khiến cho con gái vô cùng bực mình. Hy vọng sau video này anh em chúng ta có thể nhanh chóng sửa đổi bản thân nhé. Đây là 6 điều con trai làm mà con gái vô cùng ghét. Vào video thôi. Điều số 1 là những chàng trai có móng tay dài, hoặc là những chàng trai mà cứ có cái hành động kiểu cắn móng tay. Mặc dù mình biết đó chính là phản ứng cơ bản của mỗi con người, rất nhiều người cắn móng tay khi mà họ cảm thấy lo lắng, căng thẳng và dần dần trở thành thói quen mà họ không hề hay biết. Nhưng các bạn phải dừng ngay thói quen này lại, bởi vì bàn tay của các bạn rất nhiều vi khuẩn. Với hành động cắn móng tay này có thể đưa vi khuẩn vào kẽ răng của bạn, thâm nhập vào miệng, gây bệnh cho cơ thể. Nếu nhỡ miệng cắn một mảng móng tay lớn thì cái phần mé móng tay đấy đau nhức và sưng vù. Theo mình thấy thì con gái để móng tay dài rất đẹp, rất ok. Nhưng mà các anh con trai, việc gì phải để móng tay dài? Các bạn nghĩ các cô gái sẽ thích các bạn chạm vào vai, vuốt má hoặc là cầm tay cô ấy? Câu trả lời là không. Số 2, đó chính là hơi thở có mùi. Đó chắc chắn là cách giải tán đám đông nhanh nhất và không ai sẽ muốn nói chuyện với các bạn, huống hồ là các chị em phụ nữ. Vậy nên các bạn không chỉ đánh răng mà hãy dùng nước súc miệng, dùng chỉ nha khoa, cũng có thể làm trắng răng nếu mà kinh tế của các bạn dư giả. Hoặc nếu không, cách đơn giản nhất đó chính là nhai kẹo cao su. Không được trả tiền quảng cáo. Thì dù các bạn có ăn mặc đẹp, xịt nước hoa thơm phức tới đâu, nhưng mà hơi thở của các bạn có mùi thì sẽ không có cô gái nào dám lại gần và bắt chuyện với các bạn đâu. Số 3, đó chính là lông trên mặt. Mình nói tới tóc, tới lông mày, tới lông mũi, tới lông tai, tới râu, ria. Trời ơi, các bạn đang làm mất điểm với các chị em phụ nữ đấy. Bọn họ muốn nhìn gương mặt của các bạn đằng sau lớp bụi rậm đấy. Giải pháp là cứ 1-2 tháng thì các bạn hãy ghé thăm tiệm cắt tóc, nhổ lông mày, nhổ lông mũi, cạo lông tai. Còn râu thì nếu mặt bạn mà hợp để râu thì thôi nách qua luôn. Còn những bạn mà không hợp để râu như mình thì cứ cạo râu sạch sẽ cho nó an toàn. Số 4, đó là không giới thiệu bạn gái của bạn. Mình sẽ giúp các bạn thoát khỏi một cuộc cãi vã và nhắc các bạn bất kỳ lúc nào mà bạn gặp bạn thân của bạn hay là bố mẹ của bạn, họ hàng hoặc thậm chí là cô hàng xóm của bạn thì hãy giới thiệu cô ấy với họ. Đúng, điều này các bạn tưởng chừng như là vô hại, các bạn thậm chí còn không hề nghĩ đến nó. Nhưng mà tin mình đi,
trên đường về nhà, trên đường chở cô ấy về nhà, bạn sẽ nghĩ đến nó và khả năng cãi nhau sẽ là bao nhiêu? 100%. Họ sẽ nghĩ bạn không đủ tự tin để giới thiệu họ với những người xung quanh. Nếu các bạn muốn cảm ơn mình thì hãy tránh xa cuộc cãi vã đó ngay. Ê! Ê! Tôi đang nói này. Đúng rồi, bạn luôn tập trung vào cái điện thoại mà không nghe cô ấy nói gì. Như các bạn đã biết, các cô gái rất thích dành sự chú ý của bạn. Và nếu các bạn cứ mải mê với điện thoại của mình thì các cô ấy sẽ chán bạn nhanh thôi. Vậy nên nếu các bạn muốn tránh một cuộc cãi vã không đáng có nữa thì để điện thoại xuống và lắng nghe tâm sự của cô ấy. Mình là con trai mà thậm chí mỗi lần mà đi uống nước với đám bạn thân mà đứa nào cũng cắm đầu vào điện thoại bấm này thì mình chỉ muốn xách mông đi về nhà luôn thôi. Số 6, và là điều cuối cùng, và mình nghĩ điều này xảy ra càng ngày càng nhiều, đó là các bạn không thể kiềm chế được tửu lượng của mình, lúc nào cũng uống đến say khướt mới về. Mình biết các bạn đều rất thích tiệc tùng, nhưng nếu bạn là người mà uống say khướt tại tất cả các buổi tiệc thì các cô gái không thích điều này đâu. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta là đàn ông, trách nhiệm của chúng ta là phải bảo vệ được phái yếu. Nếu các bạn mà đang say ngoắc cần câu không biết chuyện gì xảy ra thì tin mình đi, chia tay chỉ là chuyện sớm còn thôi. Không chỉ là con gái mà thậm chí con trai cũng rất ghét điều đấy. Dìu nó đứng lên, phải gọi xe taxi cho nó, xong rồi phải đưa nó về nhà. Mình đang có thời gian để vui vẻ với đám bạn, thư giãn, trò chuyện. Mình không muốn phải chăm sóc cho bạn, mình không muốn phải dọn bãi nôn cho bạn. Hoặc là nếu trong một môi trường nghiêm túc, bạn có muốn đồng nghiệp và sếp của bạn nhìn thấy hình ảnh mà bạn đang say khướt đâu. Ranh giới của uống vui vẻ và uống say khướt nó rất sát nhau. Cũng đừng nói câu là ôi giời, mày không uống mày lại khinh anh. Và đó là video của ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Có nhiều bạn thắc mắc tháng 6 mới có video mà sao bây giờ tháng 5 đã có rồi. Nghỉ dịch chán quá, không việc gì làm thì làm video cho các bạn xem. Các bạn nữ hãy lắng nghe và gật gù đồng ý. Hãy cho mình một nút like nếu như các bạn học được điều gì mới, hoặc là các bạn đồng tình với mình 6 điều ở trên. Mình là Tuấn Đạt và xin gặp lại các bạn ở 2 tháng tiếp theo. 1 tháng tiếp theo.